Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các cô chú. Chúc các cô chú xem video vui vẻ. Sau đây mời các cô chú đón xem tử vi tuổi Đinh Tị 1977 năm 2021, 6 tháng cuối năm. Những người tuổi Đinh Tị đa số là những người được trời phú cho vẻ bề ngoài ưa nhìn, hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Không những vậy, tuổi Đinh Tị còn thông minh, tài trí hơn người, có nhiều ước mơ hòa bão, dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Chính nhờ sự trời phú đó mà tuổi Đinh Tị trong năm 2021 mọi thứ đều phát triển rực rỡ, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến tình duyên. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021 vận trình của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Đinh Tị có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong thời gian này? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 trong chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Tị trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy cô chú tuổi Đinh Tị có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong thời gian này. Cô chú có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí có bước ngoặt trong sự nghiệp khiến mọi người ngưỡng mộ. Phương diện tiền bạc cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nếu trước đó cô chú phải cố gắng nhiều mới có được cuộc sống đầy đủ thì nay đã có thể làm ăn có lãi, được thưởng nóng, tăng lương, quan hệ xã giao thuận lợi cũng là một trong những nhân tố giúp cô chú đạt được nhiều thành công trong cuộc sống thuận lợi hơn. Ngoài ra để có thể hóa giải vận hạn và tận dụng thời điểm tốt này, thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi Đinh Tị hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài Thái Tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho cô chú. 2. Vận trình của người tuổi Đinh Tị trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi của cô chủ tuổi Đinh Tị 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy, dưới sự tác động của cục diện thương quan sinh tài, sự nghiệp của cô chú sẽ phát triển thuận lợi. Những kế hoạch mà cô chú xây dựng từ trước đó tiến triển ổn định, dù có rắc rối bất ngờ phát sinh thì cũng có thể giải quyết kịp thời. Cô chú chỉ cần chú ý vào việc mà mình đang làm, không để mình cuốn vào chuyện thị phi, mâu thuẫn của người khác thì chắc chắn, cô chú có thể đạt được những thành tích đáng khen ngợi. Ngoài ra trong thời gian này, cô chú sinh năm 1977 sẽ có cơ hội được thăng chức tăng lương, vì thế cô chú hãy luôn sẵn sàng mỗi khi thời cơ đến. Chính vì vậy trong thời điểm này cô chú tuổi Đinh Tị hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu, với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp cô chú tuổi Đinh Tị đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho cô chú. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình, cô chú sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Xem tử vi cho thấy vận trình tài lộc 6 tháng cuối năm Tân Sửu của cô chú tuổi Đinh Tị khá vượng, có nhiều nguồn thu nhập, tất cả đều có xu hướng tăng. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng nắm bắt thời cơ nhanh chóng của mình, những mối đầu tư của cô chú sẽ nhanh chóng nhận lại được những khoản lãi lời khả quan. Những cô chú làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc tài chính cũng sẽ tìm được những vụ làm ăn giá hời. Tuy nhiên, cô chú cần chú ý đề phòng những kẻ không đáng tin cậy, không nên tin theo lời rủ dê, dụ dỗ kẻo dẫn đến tổn thất tài sản. Một khi xác định làm gì, cô chú phải tìm hiểu thật kỹ lĩnh vực đó, tỷ lệ thành công mới cao. Còn nếu chỉ nghe theo đám đông, rất dễ thất bại. Ngoài ra để kích vượng vận tài lộc thì cô chú hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho cô chú. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình, cô chú sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Trong thời gian này các cặp vợ chồng khá bình yên. Hai ngũ chín oạp thường bao dung và thấu hiểu cho nhau, vì vậy mà đôi bên có thể trao đổi, thảo luận mỗi khi đối diện với khó khăn, cùng nhau vượt qua sóng gió. Ở độ tuổi này, cô chú luôn ý thức được rằng gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Cho nên cô chú luôn biết trân trọng và gìn giữ. Dù bên ngoài có người chủ động tiếp cận, cô chú cũng sẽ giữ khoảng cách hợp lý. Còn nếu cô chú đang còn độc thân hoặc đơn thân thì cô chú có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Cô chú hãy mở lòng và đón nhận tình cảm của người khác, không nên cứ sống mãi trong thế giới của riêng mình. Vậy nên để kích hoạt vận tình duyên, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Đinh Tị hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân. Từ đó hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đồng thời cải vận đào của cô chú trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong nửa cuối năm 2021, dạ dày, huyết áp của cô chú tuổi Đinh Tị có dấu hiệu không ổn định. Cô chú cần chú ý hơn đến lối sống của mình, chú ý chế độ ăn uống hợp lý, giảm tham gia các buổi tiệc tùng, xã giao. Khi làm việc, cô chú cũng cần chú ý đến giờ giấc, không nên bỏ bữa thường xuyên hoặc thức khuya dậy sớm quá nhiều. Ngoài ra, cô chú cần cẩn thận vấn đề đi lại kẻo dễ bị va quẹt xe cộ, nhẹ thì chấn thương tứ chi, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Đặc biệt để có thể hóa giải những vận xấu thì thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Đinh Tị hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Đồng thời pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú tuổi Đinh Tị trong thời gian sắp tới. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu của tuổi Đinh Tị. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch không phải là một khoảng thời gian thuận lợi đối với cô chú tuổi Đinh Tị. Trên phương diện sự nghiệp, dù cô chú vẫn duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực. Song dưới tác động của hung tinh, cô chú có thể sẽ bị kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc của cô chú và cái nhìn của người khác. Cho nên trong thời điểm này, cô chú cần giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người, dù có chuyện gì bức xúc cũng cần bình tĩnh tìm cách giải quyết phù hợp, không nên nóng nảy, bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tình hình tài chính của cô chú tuổi Đinh Tị có dấu hiệu suy giảm trong tháng 8 này, có thể là vì cô chú thường xuyên phải tiêu pha cho các hoạt động xảy ra trong công việc và trong cuộc sống. Mức lương lúc này cũng không có dấu hiệu tăng lên, vì thế mà cô chú cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho rõ ràng nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. May mắn, công việc của cô chú tuổi Đinh Tị đang dần dần đi vào quỹ đạo. Một vài đồng nghiệp có thể xuất hiện giúp cô chú giải quyết khó khăn, đồng thời giới thiệu thêm những cơ hội mới, phù hợp với năng lực của cô chú. Cho nên cô chú hãy chú ý nắm bắt ngay chứ đừng chần chừ, do dự nhé. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Tình trạng sức khỏe của cô chú tuổi Đinh Tị trong tháng này nhìn chung là ổn định. Cô chú có đủ sức lực để tham gia vào những hoạt động mang tính thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong công việc, cô chú tạo được mối quan hệ tốt với mọi người nên không còn sợ bị kẻ xấu ngáng đường nữa. Tuy nhiên, cô chú cần mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình, như vậy mới dễ dàng ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Điều mà cô chú tuổi Đinh Tị cần chú ý nhiều trong tháng này chính là sự nghiệp. Cô chú là người có tham vọng, mong muốn mình đạt được nhiều thành tích cao, nhưng cô chú không nên vì thế mà tìm cách cạnh tranh không lành mạnh với người khác. Ngoài ra một số bác nếu nhận trọng trách thì không nên lo lắng, tự ti quá mức, nhưng cũng không nên quá tự tin, coi thường ý kiến đóng góp của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Đặc biệt trên phương diện kinh doanh, cục diện tương xung cảnh báo cô chú tuổi Đinh Tị không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11, dường như những khó khăn trong khoảng thời gian trước đó đã lui bớt. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, cô chú tuổi Đinh Tị có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ giúp cô chú giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời vạch ra những hướng phát triển hợp lý trong tương lai. Tình hình kinh tế của cô chú trong thời gian này cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Những khoản đầu tư nằm im trước đó đã bắt đầu sinh lời và thu về không ít lợi nhuận. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng âm lịch cuối cùng của năm 2021, mọi phương diện cuộc sống của cô chú tuổi Đinh Tị đều có dấu hiệu phát triển tích cực. Cô chú tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công việc nên có thể thuần thục giải quyết những sự cố bất ngờ xảy đến, gây ấn tượng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Với một số bác đang làm đầu tư, kinh doanh thì thái độ tích cực và chủ động giúp cô chú dễ dàng nắm bắt những cơ hội làm ăn có lời, đem lại lợi nhuận cho tập thể. Tình hình tài chính cuối tháng vì thế cũng tăng trưởng, cô chú sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra trong suốt một năm qua. 4. Vận hạn của tuổi Đinh Tị trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi Đinh Tị. Trong 6 tháng cuối năm 2021, chú tuổi Đinh Tị được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Bởi Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự. Sao tốt nhất là vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch. Tuy nhiên, chú vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Không những vậy chú cần chú ý hạn huỳnh tuyền. Khi gặp sao hạn huỳnh tiền chú sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu danh lợi cũng đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Còn đối với cô tuổi Đinh Tị cũng may mắn được sao thủy diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc, tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Bên cạnh đó cô cũng cần chú ý hạn toán tận, bởi hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài cô cần cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Đinh Tị có các sao Thiên Phúc, Long Trì mang quý nhân phù trợ. Nhưng Tuần, Triệt, Quan Phù, Thiên Khốc lại gây trở ngại bất ngờ, khó lường trước, trong nhà có chuyện không vui. Cung tam hợp có các cát tinh Phượng Các, Hoa Cái, Hàm Trì, Giải Thần mang vận đào hoa vượng, nhân duyên cát lành. Các hung tinh Thái Tuế, Phá Toái, Bạch Hổ, Phi Liêm, Thiên Quan báo hiệu rắc rối thị phi, kiện cáo pháp luật hay tai nạn xe cộ, động chạm dao kéo. Còn có cung xung chiếu gồm có Thiên Mã, Điếu Khách báo hiệu dịch chuyển nhiều, gia đình có chuyện buồn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của cô chú tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái. Xin chào và hẹn gặp lại.